Chương 21. Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Điều 327. Quyết định hành vi trong tố tụng hành chính có thể bị khiếu nại. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định hành vi trong tố tụng hành chính của cơ quan người tiến hành tố tụng hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án, nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng hành chính ban hành, nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của chương này mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của luật này. Điều 328. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại. 1. Người khiếu nại có các quyền sau đây: a tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khiếu nại. B. Khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án. C. Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại. D. Được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại. D. Được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây, a khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết b trình bày trung thực sự việc cung cấp thông tin tài liệu cho người giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin tài liệu đó c không được lạm dụng quyền khiếu nại để cản trở hoạt động tố tụng của tòa án d chấp hành quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng mà mình đang khiếu nại trong thời gian khiếu nại d chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật Điều 329. Quyền, nghĩa vụ của người bị khiếu nại. 1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: a. Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại, đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định, hành vi trong tố tụng bị khiếu nại. b. Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng của mình. 2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: a. Giải trình về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính bị khiếu nại cung cấp thông tin tài liệu liên quan cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. B. chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. C. bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do quyết định hành vi trong tố tụng hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. Điều 330. Thời hiệu khiếu nại. Thời hiệu khiếu nại là 10 ngày. Kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại. Điều 331. Hình thức khiếu nại Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn, trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm, họ tên, địa chỉ của người khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. Điều 332. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng. 1. Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là thẩm phán, phó chánh án, thẩm tra viên, thư ký tòa án, hội thẩm nhân dân do chánh án tòa án đang giải quyết vụ án hành chính có thẩm quyền giải quyết. Đối với khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của chánh án tòa án thì chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp có quyền giải quyết. 2. Khiếu nại quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng là kiểm sát viên, phó viện trưởng viện kiểm sát, kiểm tra viên do viện trưởng viện kiểm sát giải quyết. Đối với khiếu nại quyết định hành vi tố tụng của viện trưởng viện kiểm sát thì viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết. 3. Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này do chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp, viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Điều 333. Thời hạn giải quyết khiếu nại Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày tòa án, viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại. Điều 334. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây: A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại. C. Nội dung khiếu nại. D. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại. D. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại. E. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại. 2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Trường hợp là quyết định của chánh án tòa án thì còn phải gửi cho viện kiểm sát cung cấp. Điều 335. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn quy định tại điều 333 của luật này mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2. hai. 2. Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo. 3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải có các nội dung sau đây. A. Nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoảng 1 điều 334 của luật này. B. Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu. C. Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của người khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần 2. 4. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 phải được gửi cho người khiếu nại, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Trường hợp là quyết định của chánh án tòa án thì còn phải gửi cho viện kiểm sát cung cấp. 5. Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực thi hành. Điều 336. Giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng hành chính. Việc giải quyết khiếu nại về hoạt động giám định trong tố tụng hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 337. Người có quyền tố cáo. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Điều 338. Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo. 1. Người tố cáo có các quyền sau đây: A. gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. B. yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của mình. C. yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo. D. yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù. 2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: A. trình bày trung thực về nội dung tố cáo. B nêu rõ họ tên địa chỉ của mình, c chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. Điều 339. Quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo. 1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây: a. được thông báo về nội dung tố cáo, b. đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật, c. được khôi phục quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra. D. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật. 2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu liên quan khi cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. B. Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. C. Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn hoặc khắc phục hậu quả do hành vi tố tụng hành chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật. Điều 340. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo. 1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền nào thì người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm giải quyết. Trường hợp người bị tố cáo là chánh án, phó chánh án tòa án, viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát thì chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp, viện trưởng viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày. 2. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được giải quyết theo quy định của Bộ Luật Tố tổ Tụng Hình Sự. Điều 341. Thủ tục giải quyết tố cáo. Thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. Điều 342. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh người vi phạm, áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra. Bảo đảm cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo mà không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết, giải quyết trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 343. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hành chính viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hành chính theo quy định của pháp luật viện kiểm sát có quyền yêu cầu kiến nghị đối với tòa án cung cấp tòa án cấp dưới cơ quan tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo đảm việc giải quyết khiếu nại tố cáo có căn cứ đúng pháp luật viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với chánh án tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết điều này